Bây giờ tôi sẽ review qua chiếc xe để tất cả cộng đồng phê phượt cũng như cộng đồng yêu Mobi Home nói chung để cùng biết về chiếc xe. Đến hôm nay nó đã hoàn thiện rồi, thì tôi xin giới thiệu về bên ngoài xe trước. Toàn bộ phần đầu xe thì chúng ta không có độ gì cả, nhưng mà bắt đầu từ chữ kia, từ cái chữ phê phượt Mobi Home kia, thì các bạn thấy nó khác đấy. Các bạn nhìn qua hình ảnh camera có thể các bạn cảm giác nó là cái đề can, nhưng thực chất hoàn toàn không phải đâu. Cái này ấy, là một cái tác phẩm vẽ tay bằng 3D. Hoàn toàn chữ này vẽ bằng 3D. Sau này toàn bộ thân xe cũng sẽ được vẽ bằng 3D. Bây giờ chúng ta sẽ đi bên ngoài lại một lượt nữa nhé. Bên ngoài ở phía bên này không có vấn đề gì cả, nhưng mà đây là bắt đầu cái chi tiết đầu tiên. Đây là hệ thống nước. Mọi người thấy không? Đây là hệ thống tiếp nước. Đây là phao báo để khi nào nước có đầy. Đây là đường tiếp vào này. Các bạn bơm nước vào đây. Thế khi nào mà nước ở trong bình nó đầy thì nó sẽ báo ra đường cái phao bên này. Đấy, khi nào mà nước nó đầy nó sẽ tự báo ra. Thứ hai là bên cạnh là hệ thống điện sạc cho cục pin. Điện sạc cho pin. Đây là phần bên ngoài phía bên này. Bên này còn có một vấn đề nữa là cái tăng. Dân chơi độ xe người ta gọi là cái tăng. Thực chất thì gọi là cái máy hiên di động cũng được. Máy hiên di động dùng để làm gì? Là chúng ta đến một điểm nào đó chúng ta căng nó ra, che nắng che mưa, chúng ta ngồi ở dưới để ăn uống. Trông cái tăng này thì ai cũng bảo là nó ôi dễ quá. Nhưng cái tăng này thôi thì cũng vẫn phải nhập khẩu về, bởi nó khác là thế này. Rồi tôi sẽ làm cho mọi người cùng xem. Thứ nhất là nó quay rất là nhẹ này, đơn giản. Rất là nhẹ nhá. Nó còn đưa ra thêm khoảng 50 phân nữa. Nó trên 2 mét. Nhưng mà các bạn lưu ý này, các bạn xem trên các cộng đồng phượt của Việt Nam ấy, thì các bạn thấy là ở Việt Nam các bạn cần phải có một cái chân đúng đây, một cái chân đúng đây. Nhưng đối với cái tăng này ấy, các bạn thích thì các bạn lắp nó đây này, ở trong đây này. Nhưng mà các bạn không thích thì thôi, bởi bản chất ấy, cái chịu lực của nó rất là tốt. Và nó làm các bạn ở Việt Nam mình nó cứ phải kéo thế này, vất vả lắm. Thế này đơn giản cực kỳ luôn. Và cái này cũng phải nhập, nó tơi về nhưng nó chịu lực. Còn hai chân này lúc nào gió lớn quá thì các bạn đưa xuống đây. Bây giờ cũng tranh thủ giới thiệu luôn các bạn về cái đèn ở bên ngoài này. Mọi người thấy không, nó có cái hệ thống đèn chiếu sáng ở ngoài này. Đây. Cái đèn này ấy, đèn LED này ấy, nó giúp cho là buổi tối ấy, khi các bạn tổ chức ăn uống, ngồi ở đâu đấy ấy, thì nó đều giúp cho ánh sáng. Thứ nhất là tiết kiệm điện, thứ hai là sáng tự là chúng ta chủ động được. Chiếc ghế này nó được độ thành một chiếc giường luôn. Các bạn hình dung đây là cái giường luôn nhé. Đây, mọi người sẽ thấy đây, cái giường này tôi nằm thử nhá. Đấy, nó thành một cái giường như thế này. Nó mở góc, nằm thoải mái nhá. Chỉ gác chân lên một cái là các bạn ngủ thoải mái, không vấn đề gì cả. Toàn bộ ở phần bên ngoài xe thì cái thiết bị này là nhập khẩu về này. Khi các bạn lưu ý là các bạn đi cắm trại, đi phượt một điểm nào đó ấy, thì các bạn cần phải có cái hoạt động thể thao. Ví dụ đơn giản thì các bạn lên Đà Lạt đi, thì các bạn không thể nào mà vác cái ô tô đi mãi được. Nó không có đẹp, mà không có vui, không có thể thao. Thì các bạn làm cái hệ giá này, gắn hai chiếc xe đạp lên. Đến nơi các bạn xuống đạp xe rất là dễ thương. Tiếp tục, đây là một cái hệ thang. Hệ thang lên nóc. Thang này khi gỡ xuống nó rất là đơn giản. Thang nó rất là linh hoạt này. Đấy. Thế thang leo thoải mái luôn. Đấy, leo lên rất là vô tư nhá. Khi leo lên như này á, thì các bạn lên trên nóc xe nó rất là đơn giản. Cái thang này trông nó như này thôi, nhưng mà nó cũng Việt Nam cũng không sản xuất, mà chúng ta vẫn phải nhập nó về. Một hệ thang nhôm như này phải nhập nó về để chúng ta sử dụng nó một cách nó linh hoạt hơn. Chúng ta đang ở trên nóc của chiếc xe Mobi Home. Cái nóc của cái xe này nó có một cái đặc biệt là như này.
chúng tôi thiết kế hệ thống pin mặt trời nằm ở phía dưới. Tất nhiên là khi nó có một số cái điểm bị che thì cái công suất pin nó đạt được khoảng 60-70%. Nhưng mà với cái lượng dùng của một cái tủ lạnh và hệ thống chiếu sáng thì thoải mái. Một điều đặc biệt là các bạn lưu ý nhé, đây. Đây là hệ thống thông gió cho nhà vệ sinh. Và ở phía dưới thì các bạn sẽ không nhìn thấy được đâu. Ở phía trên này các bạn mới thấy đây, hệ thống thông gió nhà vệ sinh này. Đây là hệ thống thông gió của xe này. Và cái tại sao lại phải thiết kế một cái giá nóc như thế này để mà chúng ta có thể ngồi trên này ngắm trăng, ngắm sao, ngắm biển. Và chúng ta lắp bộ bàn ghế ở trên này khi cần để chúng ta ngồi ăn sáng, nhìn hướng ra biển. Và có một cái sofa nữa là chúng ta rất thoải mái luôn khi chúng ta thư giãn trên chiếc này. Xin giới thiệu kỹ hơn cho mọi người biết về cái điều hòa. Tức là cái hệ thống này được gọi là điều hòa rời, sản xuất tại Thụy Điển, Dometic. Khi có nó ấy, thì các bạn sẽ... Tại sao phải lắp điều hòa rời trên nóc xe như này? Chúng ta đi ngủ đêm ấy, không thể nào máy ô tô lúc nào cũng nổ được. Mà nổ như thế nó không an toàn, bởi khí nó cuộn, nó hút lại vào trong. Chúng ta tắt hết đi và dùng điều hòa chủ động. Điều hòa chủ động này chạy bằng pin. Việc thứ hai ấy là chi tiết vào cái này. Những cái nan này này trông nó thưa nhưng nó lại rất là cứng, bởi vì này nó là hợp kim nhôm. Cả các thanh và các cái lưới này đều nhập khẩu về nhá. Việt Nam chắc chắn là không có cái loại này. Cái này nhập về để chúng ta làm nó, để cho nó đảm bảo cái sự cứng mà lại nhẹ. Đó là về cái hệ thống điều hòa trên này. Và điều hòa này là hai chiều nhá, chứ không phải một chiều nhá. Dometic này là hai chiều. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người cái tính năng ở bên trong và cái nội thất của cái xe Mobihome của kênh Phê Phượt nhé. Để có được một cái sản phẩm như thế này ấy, thì nó mất rất nhiều công sức để suy nghĩ thôi. Bây giờ tôi bắt đầu đi từ phần khoang lái nhé. Khoang lái ấy tạo một cái khoang chứa hành lý rất rộng ở bên trên. Đây, khoang chứa hành lý rất sâu và rộng. Đây là tiếp tục một hộc để hành lý nữa. Toàn bộ cái nội thất của xe ấy, cái phần gỗ này này là bằng gỗ sồi Canada, chứ không bằng cái gỗ thông thường. Gỗ này các bạn sơn đổi màu thoải mái. Đây là hai ghế ngồi phụ các bạn ngồi. Đặc biệt là hai ghế ngồi phụ này các bạn để thêm một cái bàn lên. Cái bàn này là các bạn ngồi làm việc hay là ăn sáng hay là tùy vui. Nếu mà đúng ra ấy, có thời gian thì chúng tôi độ chiếc ghế này quay 360 độ, tức là quay ngược lại như các bạn thấy ở nước ngoài hay độ. Nhưng mà vì đợt này không có thời gian thôi, nhưng chắc chắn là đợt tới sẽ về độ nốt. Ghế này cũng độ quay lại luôn. Thì chúng ta ngồi với nhau ở không gian ở đây. Chúng ta để giày dép hay là những cái thứ gì mà chúng ta hay dùng để khi leo lên xe chúng ta có thể tiện, thì có để vào trong cái ngăn này. Nó có các cái ngăn chắn này để chống nó rơi ra, nó không rơi ra được. Để tiết kiệm không gian ấy, thì mọi người hay hỏi là thế thì cuối cùng cái hộc này để làm gì, thì chỉ cho mọi người xem luôn. Đây, máy phát điện đây. Máy phát điện nằm ngay bên trong này. Máy phát điện này là 2,3 kg. Và để nó nạp cho cục pin, khi mà chúng ta gặp những cái sự cố không có nguồn điện sạc, những cái nơi rừng rú nó heo hút quá, thì các bạn cứ yên tâm, máy phát điện chơi luôn. Các cái xe độ khác ấy thì chúng ta sẽ ỷ y vào máy phát điện, nhưng chúng ta không. Xe của Mobihome phiên bản 2 này chúng tôi độ là đưa một khối pin lớn 800 mAh, nôm na các bạn hình dung nó là 9600 kWh. Thì để sử dụng là cái máy này nó không dùng trực tiếp mà chỉ sạc cho cục pin thôi. Cho nên là các bạn cứ sạc bình quân 1 giờ nó sạc được khoảng 1 kW, thì cứ sạc thoải mái và dùng. Thì còn không dùng điện trực tiếp bởi vì thiết bị ở trên xe là thiết bị thông minh. Còn nếu muốn dùng trực tiếp thì chúng ta đấu ra ngoài máy để dùng riêng. Nhưng chúng ta không dùng như vậy, nó không hay ho. Đây là cái bàn, chúng tôi sang đến phần bếp nhá. Đây là cái bàn gấp lên này. Đây thì dễ rồi. Nhưng mà cái phần bếp này thì nhập về đây. Cái này là thiết bị nhập khẩu. Ở Việt Nam thì các bạn hay chế một cái chậu rửa bát đơn giản trong một cái bếp ga, không cần làm như vậy. Đây. Cái này, trên này ấy, nó rất là fun. Trên này là một cái bếp từ, đun nấu thoải mái luôn. Các bạn có thể nấu được đến mấy chục bữa cơm mà cái bếp từ này nó vẫn tải được trên cục pin. Hệ thống vòi nước đây là thông minh này. Cái vòi này khi nào gập xuống gập lên này. Nước rất là mạnh luôn. Nước mạnh lắm. Và đặc biệt nhá, nước này hệ thống xả nó lại xả riêng một cái đường khác. Xả vào một cái hệ chứa. Chúng ta không xả ra môi trường mà chúng ta xả ra một hệ chứa. Đấy, bây giờ xong rồi thì các bạn gấp xuống, đẩy nó lại. Nó lại làm cái bàn phẳng như này.
Đây, chỗ này tôi sẽ gập xuống để các bạn đi lại cho nó dễ nhá. Rồi, phía dưới của nó là cái tủ lạnh. Đây, tủ lạnh đây. Mọi người hay hỏi là thế thì bây giờ khát nước thì làm nào? Cái đây mới là vấn đề này. Chúng tôi đã nhận được cái sự hỗ trợ của Aon Smith. Các bạn nhìn ra nước này, đơn giản, uống ngay tại vòi, lọc nước tinh khiết, hệ thống lọc nước cất ở đây, đây, cất trong xe luôn, lọc đây, rất là gọn nhỏ. Thế là các bạn đi đâu ấy, các bạn mang nước ở suối hay sông đều được, các bạn cứ đổ vào, không phải lo gì cả. Cái hệ lọc của Aon Smith này thì nó rất là chuẩn rồi, cái lọc của Mỹ rồi thì chúng tôi nghĩ là rất an toàn. Thế là cứ thế uống thôi, không phải lo, ôi rồi khát nước, thiếu nước cả, không vấn đề gì, chuyện này đã được giải quyết rồi. Một điều tiếp theo rất đặc biệt, à thôi, nốt phần bếp đã nhá. Đây, các anh ngăn chứa đồ, đây là phần gọi là phần tủ bếp. Muối mắm, da cà, gia vị là các bạn để ở đây. Và lưu ý cho tất cả các anh em độ xe nó đều phải có một cái thanh như này để tránh nó đổ ra ngoài. Nhân tiện ở đây tôi giới thiệu luôn các bạn cái này rất quan trọng này, cái cục pin này. Đây ấy, là một cái hệ pin thông minh. Ví dụ cái 56% này này là cái lượng còn lại của pin. Đây là chúng ta, các bạn thấy dấu trừ không? Trừ 1,79 đây. Đây là các thiết bị trên xe đang chạy. Đèn này, tủ lạnh đang chạy này. Khi mà dùng thì nó là dấu trừ. Còn khi mà nó nạp thì nó là dấu cộng. Khi nạp điện vào nó là dấu cộng. Công suất tiêu thụ là 93W đây. Chúng ta đang mất khoảng 93W. Đấy, cái lượng pin 111Ah đây. Đấy, dòng điện 5,23. Thế thì đấy là cái hệ thống kiểm soát. Ở đây là bảng điều khiển này. Bảng điều khiển toàn bộ thiết bị đèn điện trên xe. Đấy, tắt đi một cái là nó tắt hết. Bây giờ chúng ta sang một cái phần rất vui nhá. Đa phần anh em đều quan tâm. Người Nhật thì người ta hay quan tâm đến cái nhà vệ sinh. Đặc biệt là cái team phê phượt thì cũng quan tâm kỹ lắm cái nhà vệ sinh, là các bạn sẽ thấy. Đây tôi đứng ở bên này, tôi chỉ vào các bạn trước. Đây, tôi lách vào đây nhá, để các bạn đi lại thoải mái mà. Thứ nhất là các bạn thấy đứng không, tôi cao 1m67. Đứng vô tư vẫn còn tận gần 10 phân nữa. Đèn này, đèn nhà vệ sinh này. Sáng này. Hút chó này. Hút mùi ấy, người gọi nôm na là nhà vệ sinh của chúng ta đều phải có hút mùi đây. Bật hút mùi chạy này. Chạy rất mạnh luôn. Đảm bảo là cái khâu hút mùi là nó không bao giờ bị mùi. Thứ hai là đây là những cái ví dụ về tại sao chúng ta phải nhập về, nó buồn cười lắm. Đây là cái vòi tắm. Nhưng mà khi chúng ta thích ấy, nó lại biến thành vòi rửa tay đút vào đây. Lại như này. Hệ nước này đều được bơm tự động hết. Như hệt như ở nhà mình ấy. Đấy, nó không thể để đây. Hệ thống treo khăn. Và mọi người sẽ hỏi là thế thì đi vệ sinh kiểu gì? Thì đây là vấn đề. Đây chúng tôi giới thiệu về thiết bị vệ sinh. Hệt như ở nhà mình luôn. Và đây khi các bạn giật nước nó xả này, xả nước này. Đấy, xả nước thoải mái đây. Các bạn đi vệ sinh xong nhá, các bạn xả nước. Xả nước xong các bạn gật cái nút này một cái này. Đó, các bạn đóng lại một cái đây. Thì lưu ý các bạn là đây là thiết bị vệ sinh nhập khẩu của xe Ford ấy. Thì nó có những cái tính năng như này này. Đầu nhất là nó không bị mùi ngược lên trên. Không bao giờ các bạn bị cái mùi nó bị trở ngược lại. Thứ hai nữa ấy, là tí nữa chúng tôi ra phần bên ngoài, chúng tôi sẽ tháo lắp nó thì nó vô cùng đơn giản, nó văn minh lắm. Đấy, thì các bạn hình dung cái thiết bị vệ sinh rồi đúng không ạ? Sàn tắm. Dưới sàn này chúng tôi đi hệ thống nước. Hệ thống nước cấp cho toàn bộ hệ thống xe như thế nào. Đấy. Bây giờ chúng ta sang đến chiếc giường nhá. Quan tâm cái nhà vệ sinh lắm, vất vả lắm. Nhưng mà khi đã có được nó rồi thì vô cùng đáng yêu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào phần cái giường. Và phần khoang này tôi gọi là khoang sinh hoạt chính. Thế thì tại sao lại phải có một cái chiếc giường nó to như thế này? Thì mọi người lưu ý là chúng ta đi đâu ấy, chúng ta ngủ, giấc ngủ là quan trọng. Rất nhiều xe mobile home độ là khác cái cách độ của chúng tôi. Chúng tôi ưu tiên cho một chiếc giường lớn king size, cái này 1m8 và 1m75. Trước khi vào phần giới thiệu cái giường thì tôi giới thiệu các bạn, đây là những cái hộp để đồ hành lý này. Xe này có thể đổi cho mấy chục ông được vô tư. Đây là một cục pin dự phòng nữa. Bây giờ cái giường ấy, bình thường nếu mà rời mưa thì làm nào, mưa to quá, cái tăng mái hiên di động nó cũng không chịu được bởi vì nó ướt. Thế chúng ta nhịn không ngồi ăn uống nói chuyện à? Đấy. Thế thì hai bạn lên trên này, hai bạn tôi ngồi bên này uống trà nói chuyện thoải mái đúng không? Hai người ngồi bên này. Hai người ngồi bên này. Thế thì 90% các xe độ mobile home kể cả nước ngoài đều không giải quyết cái khoảng thoáng này. Chúng ta tạo một cái hành lang đi lại rất đơn giản này.
không? Xuống đằng sau này, sinh hoạt ở ngoài đây. Đấy, đơn giản. Lên dễ, hai đầu đều thông thoáng. Cái này tôi chắc chắn là rất ít bạn để ý, thì chúng tôi tư vấn nên làm như vậy. Còn cái giường như này, đi ngủ kiểu gì? Đi ngủ đơn giản. Bây giờ đang giới thiệu cho tôi xin phép để này, đơn giản đây các bạn nhìn thấy thao tác, hoặc là tôi bạn đứng mỗi người một đầu, hoặc là một mình tôi cũng được. Này, kéo cái này không cần luôn. Đấy các bạn thấy không? Kéo này. Kéo nó sang bên này một cái. Lúc nãy tôi có nói với các bạn là tôi đã từng bị gãy rồi. Bây giờ đến phiên bản này là chắc chắn là không bị gãy rồi. Kéo sang cái xong đúng không? Lật cái đệm này ra này. Đấy. Chiếc đệm được lật ra rất là đơn giản. Thế là các bạn đã có một cái giường rồi. Rất là chỉn chu. Thế và các bạn thấy không? Nằm rất là rộng. Vô tư, không vấn đề gì. Thế bây giờ nhân tiện tôi đứng đây tôi giới thiệu về cái rèm. Các bạn đừng làm những cái rèm bằng vải, nó bay phất phới, nó không có đẹp. Các bạn làm gì nè. Đấy. Nhưng riêng cái rèm này thôi, vì cái rèm này đã đập cái nội thất này đi 2 lần. Chỉ vì cái rèm làm sao cho nó đẹp và nó thông minh. 2 lần. Cái vải này cũng phải nhập về luôn, Việt Nam không có cái vải này. Nó cứng như này cơ. Mà nó màu nó đẹp. Đây tôi lại tiếp tục nhá. Chúng ta lại quay trở lại một cái hành lang, tôi không đi đường kia vào nữa, xong đơn giản nữa. Bạn thấy không? Rồi tôi lại thao tác một cái động tác nữa để các bạn xem nhá. Cái này cũng very fun này. Đây. Đấy mọi người thấy chưa? Ở trong này là một bình nước nóng này. Cái cano phao, cái thuyền phao nước ấy. Toàn bộ hệ thống gối. Và chúng ta thích thì để gậy gôn vào đây. Nghe thấy không ạ? Rồi chúng ta lại hạ nó xuống. Rất đơn giản, không có gì cả. Xong. Hệ thống rèm tre và các cái ổ sạc. Đấy. Thế bây giờ có một vấn đề rất rất là nhiều anh em trên cộng đồng hỏi. Thế bây giờ hai cái lốc này là để giải quyết kiểu gì? Hệ thống điều hòa của xe chúng ta phải tính nó lại. Chúng ta không thể để mà chia ra nhiều ngách được, như thế nó không có ổn định. Và chúng ta sẽ chia chủ động luôn. Hai cái lốc lạnh này của xe chúng tôi bó lại, và không bó theo kiểu vuông vức mà để nghệ thuật chút, mềm mại. Đấy, bây giờ là điều hòa bắt đầu đang chạy rồi. Hiện tại trên màn hình đang là 22 độ thì đồng với trên điều hòa cũng là 22 độ. Nhưng mà nó có những cái tính năng rất là thông minh như sau nhá. Thứ nhất là về độ mát thì đừng hỏi luôn, rất là mát. Thứ hai độ êm là rất êm. Nhưng đây là cái thông minh này. Trẻ con hoặc là mọi người, nói chung là phái nữ, người ta sợ điều hòa nó chĩa vào mặt. Thì đây là điều hòa chĩa vào mặt này. Nó chạy thẳng xuống. Nhưng cái này nó khác. Đóng lại. Xong, nó phả hơi lạnh ra đằng này. Tiếp tục nhá, nó lại phả hơi lạnh sang hai bên này. Mọi người thấy hai cánh không? Đóng lại này. Mở ra này. Đấy. Đây này, cho nó mát đây này. Và nó mát ra đằng sau này. Đây. Mở lên, mở xuống đằng sau được hết. Tức là nó 1, 2, 3, 4 hướng lạnh. Và mọi người thấy không? Mát lắm. Rất là mát luôn. Thế và bây giờ ấy, để chúng ta có cái sự riêng biệt. Ví dụ nhiều khi gia đình mà có tài xế phục vụ cơ, mà người ta muốn sinh hoạt nó riêng tư ấy, thì người ta phải làm thế nào thì đây. Đây cũng là một cái mà suy nghĩ nát óc. Đơn giản. Bye bye nhá. Tôi đi ngủ đây. Đi ngủ, đi ngủ. Ngoài chức năng là một cái phòng ngủ ra ấy, thì nó lại là cái rèm để chống muỗi luôn. Nhưng lúc nãy tôi nói các bạn là muỗi đốt thì chúng ta đi đâu chúng ta kéo lại này cả. Rất nhiều xe ở Việt Nam độ là cái rèm bắt muỗi, nhưng không, chúng tôi nhập cái vải này về. Làm hẳn ra nó vừa hai chức năng luôn. Rất là tiện. Về cái tivi thì đây này, các bạn cứ như phòng khách ở nhà mình thôi. Ngồi dựa lưng vào cái salon, đang ngồi xem tivi thoải mái. Xem tivi. Và trên này ấy, bọn tôi lắp cả hệ thống wifi mạnh, 2 SIM, để mà các bạn xem tivi và xem bóng đá, xem cái gì cũng được, vô tư. Rất nhiều anh em trong nhóm chơi golf cũng hay hỏi tôi là bây giờ muốn riêng biệt một chút. Thế thì ông tài xế, ông ấy, ví dụ như các bạn có một người tài xế, người ta lái cái xe này đi, thì các bạn giải quyết vấn đề thế nào?
nhiều xe Mobile ôm độ toàn độ cho tính chất gia đình, nhưng không tính đến chuyện là có những lúc anh em bạn bè mượn nhau đi chơi mà muốn không gian riêng, thế thì phải có sự tách biệt. Thì các xe đang độ Mobile ôm là các bạn đóng luôn một cái khối gỗ bịt kín vào đây, thế là trông nó không có đẹp và nó nhìn nó hơi bị tức cái mắt. Thế các bạn làm vấn đề thế này này, đây xong, đơn giản, đằng trước đằng sau là riêng biệt hoàn toàn. Và với cái tiếng động của khoang trên ấy, thì khoang dưới ấy, khi mà cái này là các bạn hạn chế được rất là nhiều. Các bạn thấy không, nó đơn giản lắm. Nếu mà gia đình đi chúng ta không thích, chúng ta thích hòa mình nhau thì lại mở nó ra. Thế khi chúng ta mà đi tắm biển ấy, hoặc là những cái nơi nào mà chúng ta không muốn lên trên xe mà nó bị bẩn, thì đây là toàn bộ hệ thống vòi nước này, cấp nước để chúng ta cầm chúng ta tắm ở bên ngoài, ta kéo vòi ra là chúng ta tắm luôn. Đây hệ thống vòi đây, các cái van điều khiển nước đây. Và cái mà đáng để quan tâm nhất chính là lấy cái thiết bị vệ sinh xuống như thế nào. Lúc nãy các bạn ở phần trong xe các bạn thấy rồi, chúng ta ngồi xuống đi vệ sinh như ở nhà. Thế sau khi đi vệ sinh ấy, thì khi nước xả thải ở đây thì chúng ta làm thế nào? Thì đây, các bạn thấy không? Rất là đơn giản, nhẹ lắm, kéo. Thế và khi chúng ta đến một chỗ xả thải ấy, chúng ta quay cái vòi ra, mở nắp ra này, đậy lại này, thấy không? Xong rồi nhấc lên xe này, đưa vào. Các bạn quay cái vòi sang ngang. Cái van này này là van hai chiều. Khi các bạn đẩy vào đây ấy, thì cái nắp này tự động bật lên. Khi mà đóng xuống ấy thì nó lại, khi kéo ra nó lại như thế này. Tôi đã đưa nó vào. Đấy, rất là đơn giản không? Nó linh hoạt lắm. Đóng cái xe này lại. Xong. Thế về toàn bộ độ một chiếc xe này ấy, thì nếu như mà các bạn đã có kinh nghiệm rồi ấy, thì các bạn sẽ chỉ mất khoảng 400 triệu thôi. Còn nếu chưa có kinh nghiệm như bọn tôi, độ mất khoảng 700 để học ví. Xin cảm ơn rất nhiều sự quan tâm và theo dõi trong suốt quá trình độ xe cũng như chiếc xe đến khi đưa được ra vận hành của chúng tôi. Đấy, và chúng tôi vô cùng cảm ơn các bạn đã giúp đỡ, tư vấn, quan tâm, chia sẻ và động viên. Đấy là cái đáng quý nhất chứ không phải là một chiếc xe. Và sau này các bạn cần gì cứ alo chúng tôi nhé. Xin chào, xin tạm biệt các bạn.